xe khách ở bất kỳ nơi đâu. Đường phố, quốc lộ, trên cao hay thậm chí vượt khó leo rào vào cao tốc. Ở thì nhà xa bến xe thì đã đành, nhưng có khi chỉ đứng cách bến có 5-10 mét. Nhiều người vẫn lựa chọn cách đứng dọc đường để bắt xe, thay vì vào bến mua vé. Và hậu quả nhẹ thì gây tắc đường, phiền toái đến những người tham gia giao thông. Nặng thì... Ôi giời ơi! Tiện lợi hay nguy hiểm? Tại sao chúng ta không lựa chọn bến xe? Lựa chọn này sẽ tiềm ẩn những mối nguy cơ như nào? Hãy cùng chỉnh lại một chút trả lời câu hỏi này. Vâng, và lúc này tôi đang ngồi cạnh nhà báo Trần Duy, Phó trưởng ban giao thông, báo giao thông. Xem những ảnh vừa rồi chúng ta thấy rất là đáng sợ, những cái tai nạn thật sự là khôn lường. Và cũng rất may mà theo ghi nhận của chúng tôi là những cái vụ tai nạn ở trong những cái hình ảnh vừa rồi thì đều không gây nguy hiểm đến tính mạng, nạn nhân là chỉ bị xây xát thôi. Nhưng mà chúng ta đều thấy rằng là đã có rất là nhiều những hậu quả đáng tiếc như vậy. Và bản thân anh Trần Duy, anh đã bao giờ bắt xe dọc đường hay chưa? Và theo anh, vì lý do vì sao mà nhiều người vẫn lựa chọn một cái phương án này, đó là không vào bến xe để mua vé mà bắt khách dọc đường, bắt xe dọc đường? Vâng, bản thân tôi thì cũng đã từng sử dụng bắt khách dọc đường. Tuy nhiên đó là cái thời điểm mà tôi còn từ quê lên trên Hà Nội để học. Tôi cho rằng thì cái việc mà tình trạng tồn tại bắt khách dọc đường đúng như phóng sự vừa phản ánh, hiện nay thì trên các tuyến đường cạnh các bến xe lớn của các thành phố và trên các tuyến cao tốc thì chúng ta dễ dàng bắt gặp những cái hình ảnh mà người dân đứng dọc đường để bắt khách. Tình trạng này có lẽ là xuất phát từ cái sự tiện, có lẽ là người dân chúng ta là cũng là ngại di chuyển và thường là hay là thôi thì ra những cái tuyến quốc lộ hoặc là tuyến cao tốc gần nhà, cứ lên đấy để bắt xe, lên đấy để bắt xe. Và thứ hai, cái tiện thứ hai là có lẽ là cũng là do là ngại phải chờ đợi. Và khi đến bến xe phải ngại phải chờ đợi và cũng không phải để ngại phải cũng không phải thì khi bắt xe khách dọc đường như thế cũng không phải đến bến xe để tìm xe. Và cũng, tôi cũng cho rằng có một cái điều cũng bất tiện nữa là hiện nay thì chất lượng dịch vụ tại các bến xe thì cũng nhiều bến xe cũng có phần hạn chế, cũng làm cho mà khách hàng cũng hành khách cũng ngại đến với bến để bắt xe. Vâng, vậy thì theo quan điểm của anh, việc chúng ta cứ bắt xe dọc đường như thế, không vào bến để mua vé, đó có thể mang đến những cái nguy cơ và có thể ảnh hưởng như thế nào đến sự an toàn của chính bản thân mỗi người? Dạ vâng, cái hành vi bắt khách dọc đường ấy thì rõ ràng chúng ta cũng thấy là tại các bến xe thì chúng ta cũng thấy rõ các tuyến đường trên bến xe, chúng ta thấy rõ cái cảnh này. Và cái nguy cơ đầu tiên là cái nguy cơ mất an toàn giao thông. Và chúng ta cũng thấy rằng là khi một cái xe khách mà khi đang chạy ở ngoài lề bên phải xong lại là tiếp tấp vào lề để bắt khách và cắt ngang những dòng phương tiện thì khác và gây nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn. Còn đối với những hành khách bắt xe khách dọc đường thì tôi cho rằng thì có nhiều những cái nguy cơ mà hành khách có lẽ sẽ gặp phải. Nguy cơ thứ nhất thì tôi cho rằng là cái việc mà hành khách rất dễ bị thu giá vé cao hơn so với quy định. Rồi là tình trạng chèn ép khách, rồi là tình trạng có thể là bị đuổi xuống xe hoặc là bất cứ khi nào. Và khi có một cái sự mâu thuẫn, và cái quan trọng nữa tôi cho rằng là khi hành khách không mua vé thì cái quyền lợi cũng sẽ ảnh hưởng rất rất lớn, và khi có không may xảy ra vấn đề gì thì do không mua vé nên là cũng không được hưởng những cái chế độ bảo hiểm. Vâng, như vậy là có nhiều cái điều mà chúng ta tưởng như là tiện nhưng mà hóa ra nó lại là bất lợi cho chính hành khách, đúng không ạ? Vậy thì theo anh Duy, mỗi người chúng ta nên cần phải điều chỉnh điều gì, chỉnh lại một chút cái hành vi, cái thói quen của mình như thế nào để có thể vừa tiện mà vẫn vừa đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình? Vâng, theo tôi thì để nâng cao ý thức an toàn giao thông thì có 3 vấn đề chúng ta cần chú ý và điều chỉnh. Cái thứ nhất là mang tầm vĩ mô hiện nay thì có thể là về, thứ nhất là về cái yếu tố hạ tầng, thứ hai là yếu tố về tuyên truyền giáo dục, thứ ba là yếu tố xử phạt. Thì tôi cho rằng thì trước tiên về hạ tầng thì chúng ta cần có một cái hoàn thiện về hạ tầng để tạo ra môi trường tham gia giao thông an toàn cho người dân, và người dân dễ tuyệt tiện.
Bởi vì hiện nay thì như chúng ta biết là hiện nay thì khi di chuyển ra bến xe thì người dân mất rất nhiều cái thời gian và có lẽ là chi phí nữa. Tôi lấy đơn cử như ví dụ như người dân có thể người dân ở quận Cầu Giấy mà muốn xuống bến xe Giáp Bát để đi các tỉnh phía Nam thì có lẽ là chi phí của họ bỏ ra để đi taxi hoặc đi xe ôm chẳng hạn có lẽ đôi khi gấp đôi cái giá vé mà họ phải mua. Cho nên là theo tôi thì đấy là một trong những cái cản trở mà các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần chú ý để điều chỉnh tổ chức điều tiết phân luồng giao thông rồi để làm sao và thuận tiện nhất cho cả người dân ra bến xe. Và cái thứ hai nữa về công tác tuyên truyền giáo dục thì tôi cho rằng thì cần đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền giáo dục để mỗi người dân tự ý thức được rằng cái hành vi tham gia giao thông an toàn, rồi là cái việc mà khi chúng ta tuy tiện một chút cho bản thân nhưng mà lại gây rất nhiều cái hậu quả cho ngay cả xã hội và chính bản thân mình. Và cái thứ ba nữa là về cái theo tôi cái quan trọng nhất là cái việc mà cái công tác xử phạt. Công tác xử phạt ở đây thì theo tôi nên tập trung vào đối tượng là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, bởi bản thân doanh nghiệp kinh doanh vận tải thì họ cũng quản lý luôn lái xe và họ khi họ quản lý tốt lái xe thì họ sẽ điều chỉnh được cái hành vi của lái xe. Thì tôi cho rằng thì hiện nay thì các quy định của pháp luật để điều chỉnh hành vi này thì tôi cho rằng cũng khá đầy đủ, và nghị định 123 sửa đổi nghị định 100 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì cũng đã tăng rất nặng cái mức phạt đối với tài xế lên đến khoảng 8 triệu đồng và đối với doanh nghiệp lên đến 12 triệu đồng. Thì theo tôi thì cái việc mà tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm thì cũng là một trong những cái mà giải pháp tốt để chúng ta điều chỉnh cái hành vi của cả doanh nghiệp và lái xe. Vâng, như vậy là chúng ta cần phải có cái sự chung tay giữa cả ba bên, từ chính người dân, từ các doanh nghiệp vận tải, các tài xế và từ cả các cơ quan chức năng nữa.